Holy shit, mà nó bị lock foot ban thêm một lần nữa rồi. Thì đó chính là tất cả những gì mà mình muốn nói các bạn ở trong video này. Bởi vì hôm nay mình sẽ cố gắng để bị ban trong lock foot thêm một lần nữa. Nhưng mà đương nhiên chắc chắn sẽ không ở trên con ạc này rồi. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ block foot cũng như là toilet tower defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Mà mình sẽ tạo một ạc mới nha. Tôi sẽ bị bắn. À nhầm, bị ban. Rồi, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ một số luật lệ. Luật đầu tiên trong Roblox đó chính là cheating and scam. Ví dụ như là các bạn sẽ không được sử dụng hack. Dạ, và đương nhiên rồi, mình sẽ không bao giờ tới hack trong video đâu nha. Mình không muốn bị ban trong Roblox đâu. Nhưng mà cái thứ hai này thì mình nghĩ là mình có thể làm được nha. Đó chính là share hack cho những người khác và dụ những người khác hack. Ok, mình nghĩ thì mình sẽ cần kiếm một server Việt Nam để đi server này có vẻ không Việt Nam như lắm nhỉ. Đây rồi, thì nhờ sự giúp đỡ của Vy Đắc, chúng ta đã kiếm được một server Việt Nam cho em trai. Ok, anh farm cho. Nghe thấy uy tín rồi đúng các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu những thanh niên này là ai muốn lên level nhanh không? Tôi có hack, tôi share link cho. Coi hai anh em mình thằng nào sẽ làm bị ban nhanh hơn. Có ai không? Sao không ai quan tâm hai anh em mình như vậy? Tôi là người Việt Nam mà sao không mấy ai nói chuyện với mình như vậy ta? Ủa? Có thằng bay cạnh mà có Yoru hả? Thiệt không bạn, rồi giờ sao mình cũng chưa từng vũ mấy lần nào vậy á. Ôi, mình sắp vũ một ngày nên tải hack rồi các bạn ơi. Có bị ban không? Không, không biết. Ai út mà. Cho anh trả lời gì kìa. Ôi, có hàng quán đó kìa, có hàng quán đó kìa. Ôi, hàng luôn, hàng luôn. Ê, thằng này sao nó không trả lời anh ta? Không hack. Quê. Bạn này không hack các bạn ơi, liêm vậy. Nhưng mà bạn kia kêu chỉ kìa. Ok. Để anh gửi link cho nó. Hai hôm giờ sao chấm biệt. Bam luôn, sẽ bam luôn. Ủa vậy, gì ghi bọt. Ôi các bạn ơi, nhưng mà sao hồi bị ghi bọt cũng như sẽ bam vậy nhưng mà mình vẫn chưa ban. Wow. Vậy cách này không hoạt động hả ta? Bây giờ mình sẽ dụ bạn tiếp theo để tải hack về nha. Mày không hack, tao lấy ạt mày đó. Sao anh bị tát vậy ta? Anh bắt đầu có dấu hiệu sắp bị ban rồi đó. Rồi, sao hồi mình nói quá trời nói, bạn này đang suy nghĩ hay sao rồi đó. Làm ơn đừng quá đó. Vậy thì tải đi. Tôi cho Kitsune với ạt mát level. Hack kiểu gì? Rồi. Cam nó rồi. Ủa mà sao nó cứ bị tát vậy ta? Mình chưa bị ban đó, mình bị cấm chat rồi. Tôi không biết bạn đang nói cái gì luôn đó. Tôi lấy được mật khẩu ạt bạn rồi. Ha. Sao hồi vụ thanh niên này thậm chí là mình sắp biết được mật khẩu nó luôn rồi nhưng mà mình vẫn chưa bị ban nữa. Đừng nghe lời nói thằng nào vậy? Ai vậy? Đừng nghe lời. Nó lấy ạc bạn đó. Thằng nào vậy? Thằng anh Hiếu gì vậy? Nó không trả đâu. Ôi. Dạ. Anh bị ban thiệt rồi. Ai phá ổ đã, bị kích rồi. Dạ, và thật sự cách này khá là hiệu quả nha các bạn. Nếu như ai muốn thử bị ban thì mình nghĩ là nên làm cái này thử. Dạ, và ạc này đã bị ban nên là mình sẽ chuyển sang ạc khác đây. Tôi sẽ bị ban. Nhưng mà lần này mình sẽ chơi nhân vật nữ để xem coi tụi nó có phân biệt chủng tộc không nha. Ấy mình là giới tính. Bro, what? Bắt mình làm cái này nữa hả? Và lần này để bị ban nhanh hơn thì mình nghĩ là chúng ta không nên kêu tải hack các bạn ơi. Cách này quá đơn giản. Mà mình sẽ thử vi phạm những cái luật khác như là spam. Dạ, và nói chung cái này mình nghĩ là hoạt động khá là tốt á. Nhưng mà mình sẽ vừa spam mà vừa scam luôn. Ai cần? Yes sir. Nhưng mà nó cho mình spam có một tí à. Spam quá trời luôn rồi. Ôi. Ôi. Nhanh vậy? Nhanh vậy? Bro, what? Sao cái này bị ban nhanh vậy? Ôi. À, warning à. Ai cần Kitsune không? Tôi cho free. Ai cần Kitsune không? Bro, hên quá các bạn ơi. Lần này chúng ta chỉ mới bị warning thôi nha, chứ chưa có ban. Mình nghĩ là cái việc spam này thì chỉ bị là warning thôi chứ không có nặng lắm đó các bạn ơi. Kiểu không bị ban đâu. Rồi, cái luật tiếp theo đó chính là nếu mà các bạn nói nơi các bạn ở thì sẽ bị ban, để thử và phải không nha. Tôi ở Việt Nam. Tôi ở Đà Nẵng. Sao anh nghe tiếng nào farm ở đây mà không thấy ai chứ người ta? Bro, thật sự là cái cách này nó không hiệu quả hả? Hay là do cái server không ID mình ta? Ui, đây rồi. Có những bạn xài chiếc leo bát đang BBB bên đây nè. Ủa, BBB với Vy Đắc hay gì vậy? Gan thiệt, chi một mà láo. Thắng không vậy ông nội? Trả lời, 9000 multi. Trời, đừng BBB nữa mà, quýnh không lại Vy Đắc đâu. Đừng, mấy thằng này nó khờ quá các bạn ơi, nó cứ dí quýnh Vy Đắc hoài vậy. Hình như mình nghĩ cách này không hiệu quả hay sao, mình nhắn nãy giờ cũng khá là nhiều tin nhắn mà vẫn chưa ban nữa. Thậm chí không ai trả lời được nha, quê vãi. Rồi, các bạn ơi, đến nước này thì mình phải sử dụng cách cuối cùng thôi. Mình sẽ chửi thề, con. Đùng, ui không chát được. Rồi, chửi được rồi nè các bạn, mình chửi được rồi. Rồi, mình sẽ chửi thề nha. Mà sao không nào trả lời mình với người ta, mình chửi nó dữ lắm mà. Phản ứng đi, ghi bọn tôi đi, làm gì đó tôi đi. Các bạn ơi, cái này cũng khá là vui á, nhưng mà sao mình không bị ban vậy.
Thôi các bạn ơi, thì nãy giờ mình chat quá trời nhưng mà nó vẫn không bị ban nên mình sẽ sử dụng cách cũ nha. Thử sẽ ban cái này lại coi có bị ban không. Tại nếu như nó warning thì nó sẽ bị ban chứ đúng không. Let's go, nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử lại cách này thôi. Ôi, nó nhanh chứ vậy. Dạ, bị ban rồi hả. Cách này nó còn nhanh hơn cách chữ thề nữa mà. 3 ngày. Cái câu ai muốn kitsune free không rất là nguy hiểm nha các bạn. Ui. Ờ, khúc này chắc mình phải che lại các bạn ơi. Ok, thì đó chính là tất cả cách mà các bạn có thể bị ban trong Blockfoot. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.